Xin kính chào các anh chị và các bạn. Trên tay mình đó là cái sản phẩm lông lục giác chìm đầu côn. Đầu côn là dạng sản phẩm có phễu như thế này. Sản phẩm này được gia công và được rất là nhiều anh chị nhà máy gỗ tin dùng, bởi vì chất lượng gia công và hoàn thiện rất là đều và đẹp. Vị trí lục giác rõ ràng là một trung tâm, do đó quá trình mà chúng ta xuất hàng đi cung cấp cho các anh chị, đặc biệt là thị trường nước ngoài, rất là yên tâm sử dụng, rất là đẹp. Xi mạ có thể gia công theo cầu đen hoặc là thảy màu, hoặc là xi mạ niken, mạ kẽm đều có thể gia công theo yêu cầu các anh chị. Kích thước trên tay mình là sản phẩm M6 và tổng chiều dài là tương đương với 35mm, và cái đường kính tay được gia công là 11mm. Thì thông tin cụ thể các sản phẩm như thế này anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware để nắm rõ thêm thông tin chi tiết.